Búp bê màn ảnh mang tiếng bất hiếu vì để mẹ sang Việt Nam làm thuê ở tiệm bánh mì. Trương Thiều Hàm sinh năm 1982. Cô được mệnh danh là Tiểu Thiên Hậu, công chúa tiểu muội, búp bê màn ảnh ở showbiz Trung Quốc. Trương Thiều Hàm bước chân vào giới giải trí từ năm 19 tuổi, tên tuổi cô nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Sau khi vào showbiz, Trương Thiều Hàm giao tất cả thu nhập cô kiếm được cho mẹ quản lý. Năm 2008, mẹ Trương Thiều Hàm lên truyền thông khóc lóc nói con gái vô ơn khi đòi lại tất cả số tiền gửi ở chỗ bà. Sau đó, người cậu ruột tiếp tục lên tiếng chỉ trích Trương Thiều Hàm bất hiếu với cha mẹ, để mẹ cô bỏ quê hương, sang Việt Nam làm thuê ở một quầy bán bánh mì với thu nhập khoảng 10 triệu đồng một tháng. Truyền thông Trung Quốc tìm hiểu được, mẹ nữ ca sĩ không làm thuê như lời than vãn từ gia đình mà thực chất là làm chủ của một nhà hàng. Chú Trương Thiều Hàm thừa nhận gia đình mở quán ăn ở Việt Nam, nhưng chị gái vì nợ tiền nên phải làm thuê ở nhà hàng của chính mình. Đầu năm 2009, Trương Thiều Hàm mở họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình trong nước mắt. Trương Thiều Hàm chia sẻ, cô không vô cớ đòi tiền mẹ, cô phải sang Canada phẫu thuật tim nhưng mẹ cô đã từ chối đưa tiền cho con gái chữa bệnh. Sau đó, Trương Thiều Hàm còn đau đớn phát hiện mẹ đã sang tên nhà và ôm 100 triệu đài tệ, khoảng 76 tỷ đồng, tiền tích góp của cô bỏ đi biệt tăm. Ngoài ra, Trương Thiều Hàm cho biết cô bị cha mẹ và chú ruột đòi hỏi vô lý. Họ yêu cầu cô trợ cấp sinh hoạt 15 triệu đài tệ, 11 tỷ đồng hàng tháng và phải mua cho mỗi người một căn biệt thự.